Có rất nhiều người bị tiểu đường muốn sử dụng trà hoa ngũ cốc nhưng khá e dè vì không biết sản phẩm có ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe không. Vốn rất khó trong ăn uống, rất nhạy cảm với các đồ ăn có đường và nhiều tinh bột, do vậy trước khi sử dụng một sản phẩm mới sẽ phải cân nhắc xem có ảnh hưởng gì đến tình trạng sức khỏe không. Trà hoa ngũ cốc là trà thanh nhiệt kết hợp nhiều thành phần tự nhiên có nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Vậy với người bị tiểu đường có sử dụng được trà hoa ngũ cốc không, sử dụng như thế nào cho hợp lý? câu trả lời có ngay sau đây trà hoa ngũ cốc là gì thành phần của trà hoa ngũ cốc trà hoa ngũ cốc được biết đến là trà thanh nhiệt có nhiều thành phần nhất hiện nay trà có sự kết hợp của cả hoa thảo dược khô và hạt ngũ cốc nước trà sánh đặc có hương thơm của hoa khô có vị ngọt thanh của cỏ ngọt và các loại ngũ cốc chỉ uống lần một chắc chắn sẽ muốn sử dụng thêm nhiều lần sau nữa thành phần của trà hoa ngũ cốc khá đa dạng chủ yếu xoay quanh các thảo dược và ngũ cốc 100% từ tự nhiên, trà hoa ngũ cốc cơ bản sẽ bao gồm 7 thành phần dưới đây, hoa và thảo dược khô. Hoa nhài, hoa hòe, lá sen và cỏ ngọt, hạt và ngũ cốc, thảo quyết minh, đậu đen xanh lòng và gạo lứt. Công thức trong trà có thể thay đổi khác nhau, nhưng 7 nguyên liệu này là không thể thiếu, ở một số sản phẩm còn có thêm các thành phần như đậu đỏ. Hoa hồng, hoa cúc hay táo đỏ, trà thanh nhiệt có thể sử dụng thường xuyên, hàng ngày để đạt hiệu quả cao hơn. Bệnh tiểu đường và những điều cần lưu ý, bệnh tiểu đường hiện nay đã được coi là bệnh mãn tính. Người bị tiểu đường luôn có lượng đường trong máu cao hơn mức bình thường do cơ thể của bạn bị thiếu hụt hoặc đề kháng với insulin. Dẫn đến rối loạn chuyển hóa đường trong máu, nếu trước kia bệnh thường gặp ở người lớn tuổi thì hiện nay bệnh đã bắt đầu xuất hiện ở những người trẻ, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống cũng như sinh hoạt hàng ngày. Bệnh cũng dẫn tới nhiều các biến chứng nguy hiểm, những lưu ý với người mắc bệnh tiểu đường để kiểm soát tốt tình trạng bệnh tránh các biến chứng người tiểu đường cần lưu ý 7 điều sau. Ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa với mục đích giảm calo, bổ sung các chất xơ từ rau, hoa quả. Yến mạch cho cơ thể, tránh xa các đồ ăn, đồ uống có đường, sử dụng đường từ thiên nhiên không chứa calo. Không phân hủy, hạn chế sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ bơ, bơ sữa trâu và dầu. Không sử dụng bia rượu, thường xuyên luyện tập để tăng cường sức khỏe cho cơ thể, trà hoa ngũ cốc là trà thanh nhiệt có vị ngọt nhẹ vậy người tiểu đường có sử dụng được hay không và sử dụng như thế nào mới là tốt người bị tiểu đường có uống trà hoa ngũ cốc được không câu trả lời là có người bị tiểu đường vẫn có thể sử dụng trà hoa ngũ cốc như bình thường không những vậy trà hoa ngũ cốc còn rất tốt và còn được khuyến khích sử dụng trong bảy thành phần kể trên có những loại rất tốt cho người tiểu đường vị ngọt trong trà hoàn toàn từ tự nhiên không gây bất kỳ tác động nào đến người bệnh Cụ thể các thành phần tốt cho người tiểu đường trong trà hoa ngũ cốc cỏ ngọt chất tạo ngọt tự nhiên. Nguồn gốc vị ngọt trong trà chính là từ cỏ ngọt, loại cỏ đặc biệt và rất được ưa chuộng trên thế giới. Theo các nghiên cứu hiện đại, cỏ ngọt có khả năng tạo ngọt gấp 300 lần đường mía thông thường. Nhưng lượng đường này khi vào cơ thể không bị phân hủy hay sản sinh ra calo nên rất an toàn với sức khỏe. Ở các nước châu Âu cỏ ngọt được sử dụng nhiều để làm bánh, làm kẹo, nước giải khát thậm chí là nấu ăn thay cho đường mía hoặc đường hóa học. Cỏ ngọt cũng được khuyến khích sử dụng cho người bị tiểu đường, béo phì, người mắc các bệnh tim mạch. Hoa nhài khô, món quà thiên nhiên, hoa nhài, hoa lài, hoa trà bát tiên là những cái tên không còn xa lạ với những người thường xuyên uống trà. Hoa nhài là một trong thành phần chính tạo nên trà hoa ngũ cốc và cũng là thành phần có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ với người tiểu đường. Lá sen khô, trà lá sen ít ai biết được lá sen khô cũng có tác dụng để chữa bệnh, đặc biệt là bệnh tiểu đường lá sen khô ngăn ngừa các biến chứng liên quan của tiểu đường mà còn giúp ổn định đường huyết ở người tiểu đường tuyếp 2. Hoạt chất flavonoid tìm thấy trong lá sen có khả năng làm giảm cholesterol và triglyceride giúp tiêu mỡ an toàn mà không làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài kiểm soát tốt bệnh tiểu đường, lá sen khô còn giúp giảm cân an toàn, tuy nhiên, nếu dùng lá sen và dùng không đúng cách sẽ bị phản tác dụng. Do đó lá sen thường được kết hợp với các thảo dược khác như trà hoa ngũ cốc, đậu đen xanh lòng. Một trong các thực phẩm giàu chất xơ bậc nhất phải kể đến đậu đen xanh lòng, chất xơ có lợi cho quá trình chuyển hóa vì vậy đây là nhóm chất được khuyến khích bổ sung thường xuyên mỗi ngày cho người bị đái tháo đường. Các nghiên cứu đều cho thấy, sau khi sử dụng đậu đen xanh lòng không thấy xuất hiện dấu hiệu tăng đường huyết. Các enzyme và vitamin trong đậu đen cũng giúp làm giảm các biến chứng thường gặp ở mạch máu lớn do tiểu đường. Sử dụng đậu đen trong trà hoa ngũ cốc để chữa tiểu đường cũng đã được đề cập trong cuốn Lãnh Hải Y Hoại của tác giả La Đình Thổ. Gạo lứt, lựa chọn số một cho người tiểu đường, nghiên cứu tại Đại học Y tế Công cộng Harvard cho biết việc một chén cơm trắng mỗi ngày. Cộng với lối sống không khoa học sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lên đến 11%. Do vậy ngoài đồ ngọt, người bị tiểu đường cũng phải hạn chế ăn cơm trắng, trong trường hợp này. Gạo lứt sẽ là lựa chọn tối ưu nhất cho người tiểu đường, đặc thù của gạo lứt nhiều chất sơ nhờ giữ được lớp cám bên ngoài. Gạo lứt làm chậm lại quá trình hấp thu đường, hiện tượng đường huyết tăng đột ngột sau ăn giảm đáng kể. 5 phần 7 thành phần của trà hoa ngũ cốc được khuyến khích sử dụng cho người bị tiểu đường, đồng nghĩa là người bị tiểu đường hoàn toàn có thể sử dụng trà thanh nhiệt trà hoa ngũ cốc. Tuy nhiên đây chỉ là thành phần hỗ trợ không phải thuốc chữa bệnh nên người bệnh vẫn phải tuân thủ các chỉ định của bác sĩ. Ăn uống hợp lý, tập luyện thường xuyên để tăng cường sức khỏe, cách sử dụng trà hoa ngũ cốc cho người tiểu đường. Người bị tiểu đường sử dụng trà hoa ngũ cốc như bình thường, có thể uống nóng hoặc lạnh tùy sở thích nhưng không sử dụng nước trà đã để qua đêm và trà đã hết hạn sử dụng bắt đầu có dấu hiệu hỏng và mốc có như thế mới phát huy tốt các tác dụng